Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện, thứ nhất Phật Quang Tràng, thứ hai Phật Trí Huệ thứ ba phật tâm nghĩa thứ tư phật đức chủ thứ năm phật thiên huệ thứ sáu phật huệ vương thứ bảy phật thắng trí thứ tám phật quang vương thứ chín phật dũng mãnh thứ mười phật liên hoa ở chỗ mười phật đó ngộ pháp môn thứ ba kế sau đó thứ tự lại có mười phật hiện thứ nhất bảo diệm sơn thứ hai công đức hải thứ ba pháp quang minh thứ tư liên hoa tạm thứ năm chúng sinh nhãn thứ sáu hương quang bảo bảy tu di công đức tám cản thát bà vương thứ chín ma ni tạng thứ mười tịch tĩnh sắc kế sau đó thứ tự lại có mười phật hiện một phật quảng đại trí kế phật bảo quang minh thứ ba hư không vân thứ tư thủ thắng tướng thứ năm viên mãn giới thứ sáu na la diên thứ bảy tu di đức thứ tám công đức luân, thứ chín vô thắng tràng, thứ mười đại thụ sơn, kế sau đó thứ tự lại có mười Phật hiện. Thứ nhất bà la tạm, thứ hai thế chủ thân, thứ ba cao hiển quang, thứ tư kim cang chiếu, thứ năm địa oai lực, thứ sáu thậm thâm pháp, thứ bảy pháp huệ âm, thứ tám tu di tràng, thứ chín thắng quang minh, thứ mười diệu bảo quang, kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện. Thứ nhất Phạm Quang Minh, thứ hai Hư Không Âm, thứ ba Pháp Giới Thân, thứ tư Quang Minh Luân, thứ năm Trí Huệ Tràng, thứ sáu Hư Không Đăng, thứ bảy Vi Diệu Đức, thứ tám Biến Chiếu Quang, thứ chín Thắng Phước Quang, thứ mười Đại Bi Vân. Kế sau đó thứ tự lại có mười Phật hiện. Thứ nhất Lực Quang Huệ, thứ hai phổ hiện tiền thứ ba cao hiển quang thứ tư quang minh thân thứ năm phật pháp khởi thứ sáu phật bảo tướng thứ bảy tốc tật phong thứ tám dũng mãnh tràng thứ chín diệu bảo cái thứ mười chiếu tam thế